để bắt đầu làm quen với trạng thái bình thường mới, nơi mà cuộc thi vẫn trở lại bên nhau, nơi tình thân vẫn được hàn gắn trong cái sự đảm bảo an toàn lớn nhất, cao nhất cho những người đi qua. Dạ, ngày hôm nay thì quý vị đang theo dõi một studio không có mọi hơn trong khán giả như thông thường. Thì lúc này chúng tôi biết những khán giả thân thiết như những người của TV đang theo dõi trên màn hình nhỏ với kênh VTC3 và các ứng dụng như chị Hệ Chi Ly, TikTok, Vitamico và trên các nền tảng số của những chị Hệ Chi Ly. Xin được phép bắt đầu số phát sóng 139 Tình Nhân Loại Nghĩa Đồng Bằng. Chia ly đoàn tụ mà chúng tôi từng giới thiệu ở số 136 của những hệ của Chia Ly.